Xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay đã đến buổi thứ hai mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về làm dropship trên Shopify. Thì buổi thứ nhất đã giới thiệu cho anh em về cái mô hình dropship là gì và cái cách đăng ký một cái tài khoản Shopify. Thì đây là cái tài khoản Shopify của mình đây. Đây là một cái tài khoản trả phí 29 đô để mình cũng nghĩa là mình hướng dẫn cho anh em cho nó trực quan. Thì đấy. Thì buổi ngày hôm nay thì mình sẽ chủ yếu nói về những cái ví dụ như là chọn ngành, chọn niche để chọn hạ sản phẩm để bán này, setup payment này, fee ship này, customize website này và menu policy cho Shopify. Thì cái đầu tiên mình muốn nói đó là việc chọn niche thì cũng giống như việc bạn kinh doanh ở ngoài thôi, kinh doanh ở ngoài thật đấy, ngoài thế giới thật, bạn có phải có một cửa hàng này và cửa hàng đấy của bạn phải chọn xem là bạn bán cái sản phẩm gì, sản phẩm liên quan đến ai, đối tượng mục tiêu là ai, đấy, concept của cái website như thế nào đấy. Thì Shopify này cũng như vậy, bạn cũng phải chọn cho mình một cái ngách sản phẩm đấy, một cái ngách những người yêu thích những cái sản phẩm gì để bạn bán cho họ. Đấy. Ví dụ như bạn bán những cái sản phẩm cho những người yêu thích mèo chẳng hạn, bán những cái quần áo cho mèo hoặc là quần áo dành cho người yêu mèo chẳng hạn. Thì nếu anh em nào làm cái bán áo thun ấy thì chắc cũng biết là niche là gì rồi. Còn với những anh em nào chưa biết thì đơn giản là bạn phải chọn một ngành để bạn nhảy vào, một ngành sản phẩm để bạn nhảy vào bạn bán. Thì ở đây mình có một cái list rất là nhiều các cái ngành sản phẩm mình có thể nhảy vào này. Đấy, hình như là gần 300 cái ngành, 300 cái thị trường ngách. Đấy, là chọn thị trường này. Ví dụ như những yêu mèo này. Đấy, đây đã là một thị trường rồi nhé. Thị trường những yêu mèo này, thị trường yêu rùa này, yêu lợn, yêu rắn, yêu mấy chuột, cá, chim chóc các kiểu. Đấy, xong rồi đây là những ngách những cái người là làm nông này, nông dân này, hoặc là những người làm thợ mỏ này, thợ điện này, cứu hỏa này, thợ máy này. Đấy, rồi những người yêu thích bóng đá, yêu thích basketball, yêu thích bắn cung, yêu thích badminton, yêu thích tennis, yêu thích golf, thích sky là lướt là trượt tuyết. Đấy, những người yêu thích ngựa, yêu thích lừa này, hoặc là nuôi ngựa, nuôi lừa, nuôi gà. Đấy. Những người thích xe, ví dụ những người thích Mercedes, những người thích Porsche, những người thích Audi. Đấy. Hoặc là đây, những người thích những cái dụng cụ, những người chơi những cái dụng cụ âm nhạc này. Ví dụ những người chơi drumline, những người chơi saxophone, violin, bass. Đấy. Đây là một cái nick lớn này, những người đây là bán cho những người cha này, cha thì thường mua áo là hoặc là mua những đồ vật là để có nghĩa là nói rằng là cha là một người yêu con, hoặc là con mua những cái áo hoặc những cái sản phẩm nói là cha tôi là một người vĩ đại. Đấy. Hoặc là best friend newborn, hoặc là những người quá phụ thì sẽ mặc những áo hoặc những cái đồ vật mà gợi cho người ta biết rằng đây tôi là một quá phụ nhưng mà tôi rất là cá tính, nó rất là như này như kia. Áo dành cho những người theo đạo này, theo đạo Christianity này, là đạo Thiên Chúa này, Judaism này, đạo Phật này, Islam này. Đấy. rất nhiều nhìn đây gần 300 cái niche. Đấy. Những người đây. Bán cho những người Ý, bán cho những người Hàn. Theo mình đánh giá thì cái khu này có vẻ hơi khó bán. Đấy, veteran là những cái người ta đã cựu chiến binh này. Đấy. Rất nhiều niche bạn có thể nhảy vào và chọn bất kỳ một cái niche nào trong đây và bán sản phẩm liên quan đến niche đấy. Và mình phải nói rằng là 300 niche này thì niche nào cũng có những cái sản phẩm rất là hot và bán được. Đấy. Và tùy theo bạn thích cái niche nào và bạn nhảy vào bạn tìm hiểu nó và bạn bán sản phẩm liên quan đến nó mà thôi, chứ mình không nói rằng là niche nào
không highlight cái niche nào cho anh em cả. Thực ra là người bình thường thì mới làm dropship thì thường hay chọn những cái niche ví dụ như là yêu mèo này, yêu chó này. Đấy, hoặc là yêu mèo, yêu chó, yêu động vật. Thì thường là những người bắt đầu với dropship thì sẽ chọn những cái niche đấy. Thì mình thì mình không, ngay từ đầu mình đã không bắt đầu bằng những cái niche động vật đấy rồi. Và mình cũng nói mà mình cũng cũng không 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 highlight và cũng không nói rằng là không nên nhảy vào những cái niche ví dụ như động vật như vậy. Bởi vì những cái niche như vậy thì nếu có sản phẩm hot thì bán sẽ rất là dễ. Thế nhưng mà cạnh tranh của những cái niche này nó cao vượt bậc hơn hẳn những cái niche còn lại. Thế nhưng mà những cái niche này thì nói chung là sẽ dễ tìm sản phẩm hơn. Và bạn nói chung là bạn sẽ có cái tệp đối tượng nó sẽ rộng hơn những cái niche khác. Như người yêu mèo, người yêu chó thì như thế giới thì rơi khoảng vài trăm triệu người như vậy. Thì đấy là niche, bạn phải chọn một cái niche trong đây để bạn tiến hành nghiên cứu sản phẩm của nó, nghiên cứu nó để bán. Đấy. Hoặc bạn có thể tạo một cái website tạp phế lùi. Đấy. Rất là nhiều sản phẩm giống như Amazon hoặc là bản thân là AliExpress đấy để bán cũng được. Rất nhiều những người beginner, người ta bắt đầu, những người bắt đầu làm dropship này thì rất nhiều người cũng bắt đầu bằng một cái shop tạp phế lùi, có cái gì thì bán cái đấy. Nhưng mà nói chung là mình không highlight cái việc đấy, mình không khuyến khích cái việc các bạn chọn một cái niche như vậy, bởi vì là một cái shop tạp phế lùi thì cái data của bạn sẽ rất là khó, có nghĩa là với một mình bạn thì sẽ rất là khó phân loại. Và sẽ khó để các bạn phân loại data ra để các bạn tận dụng data đấy. Mà trong cái dropship này ấy, thì data gần như là 60% cái kết quả của bạn rồi. 60% quyết định là bạn thắng hay thua là data. Còn nếu bạn có team nhiều người thì bạn có thể làm một shop như, giống như Lazada, hoặc là có sản phẩm nó hay thì bạn post lên đấy cũng được. Thì nếu mà team của bạn có thực sự nhiều người, khoảng 4-5 người thì đấy. Còn nếu mà làm một mình thì mình highlight là bạn chỉ chọn là một cái niche rõ ràng và bạn làm thôi. Như vậy bạn sẽ giúp, có nghĩa là bạn sẽ cải thiện được cái thời gian tiêu tốn của mình. Bạn sẽ mất ít thời gian hơn và bạn sẽ bớt đau đầu hơn. Bởi vì nếu mà bạn bán nhiều sản phẩm và nhiều cái ngách khác nhau thì bạn sẽ rất dễ bị loạn. Đấy, nếu mà bạn không có người phân loại cho bạn thì sẽ bạn rất dễ bị loạn và bạn không biết là trong những cái sản phẩm đấy thì mình nên bắt đầu bán từ đâu, hoặc là bán rồi thì bán những cái gì. Đấy. Bởi vì nó có rất nhiều sản phẩm. Thì đấy là nói về niche. Việc các bạn phải chọn niche để bán ra sống còn. Và bạn phải nghiên cứu về cái niche này, ví dụ như là về cat này bạn muốn, hoặc là ví dụ mình nghiên cứu về một cái như nào nhỉ? Ví dụ mình nghiên cứu về đây. Navy này, veteran Navy được này, những cái người lính Navy bên Mỹ đã về hưu, những cựu chiến binh Navy, thì mình phải nghiên cứu về nó. Đấy, mình xem là Việt Nam People's Navy, hoặc là đây Hải quân là quân chủng lực lượng US Navy, American Navy Recruiting, thì mình phải xem rằng là đấy, để trong đây mình xem được. Mình hiểu được những cái người ta nói, những cái họ nói. Phải hiểu họ thích những cái gì. Ví dụ đây Navy nó có quân chủng Hải quân này, quân đội nhân dân Việt Nam này, Hải quân Hoa Kỳ này, Bộ Hải quân Hoa Kỳ này. Thì bạn phải, nói chung là bạn phải tìm hiểu về cái niche mà bạn muốn bán. Thì đấy là về niche. Và khi mà bạn hiểu cái niche của bạn thì bạn sẽ, công việc của bạn sẽ đơn giản hơn. Mình không nói là dễ hơn mà nó sẽ đơn giản hơn. Thế là niche is. Đấy.